Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị làm airdrop và nhận miễn phí cái token LT trên cái ví mềm Sapan. Anh em chưa biết cài đặt cái ví này thì anh em có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Ok, thì đây là cái ví Sapan. Quý vị hãy vào cái biểu tượng DApp này. Rồi quý vị chọn vào cái Wallet Holder Offering NT này. Ok, thì để nhận được cái token là NT thì quý vị phải hoàn thành 4 cái nhiệm vụ ở đây. Ok chưa? 4 cái nhiệm vụ nha. Và cái chương trình này thì quý vị hãy tìm hiểu kỹ, nó ở đây. Tổng cái giá trị giải thưởng sẽ là 6.080.000 NT. Và cái giới hạn người tham gia là 20.000 người đầu tiên. Đó. Rồi. Tiếp theo. Quý vị phải tìm hiểu kỹ cái này này. Trường hợp mà quý vị sử dụng, trường hợp quý vị có cái ví cứng thì phải có cái điều kiện là quý vị đã từng swap hoặc đặt cọc trên cái ví Sapan trước ngày 28 tháng 10 này. Đó, đặt cọc và swap nó ở chỗ nào? Đây. Tôi sẽ trở lại cái ví swap, là cái biểu tượng swap ở đây. Đó, quý vị đã từng swap trên cái ví, trực tiếp trên cái ví này thì quý vị mới đủ điều kiện này. Hoặc quý vị đã từng ADLP trên cái ví này. Đây, đây là cái biểu tượng này. Đó, quý vị đã từng ADLP cái token SFP ở đây. Ok chưa? Đó là cái điều kiện của cái ví cứng. Rồi, tiếp theo là cái điều kiện ví mềm. À, cái điều kiện ví cứng nữa là quý vị phải hold tối thiểu là 50 SFP. Rồi, còn cái ví mềm thì quý vị này phải hold 300 SFP. Và quý vị cũng đã từng swap trên cái ví trước ngày 28 tháng 10. Rồi bây giờ tôi sẽ vào DApp. Thì để nhận được cái giải thưởng, quý vị phải hoàn thiện 4 cái nhiệm vụ này. Đó. Đây, tôi sẽ chọn cái nhiệm vụ thứ nhất. Trường hợp quý vị chưa có cái mã giới thiệu thì quý vị có thể lấy cái mã giới thiệu này mà tôi để bên dưới video, hoặc quý vị có thể nhập viết hoa NLVKM3IVKVN2Q. Đó, quý vị nhập vào cái ô I am invite friend này. Rồi quý vị chọn vào verify. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại này. Xong một cái nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai là quý vị hãy join. Tại vì ở đây tôi đã thao tác rồi cho nên là nó là ongoing. Còn quý vị chưa thao tác nó sẽ có cái từ là join. Rồi quý vị chọn vào join này.
quý vị hãy chat với lại cái con bot SFP này, ok chưa? Và quý vị hãy copy cái đoạn mã code của quý vị. Đây, cái mã code màu vàng này nha. Copy này. Đó, đã sao chép. Rồi quý vị click vào đây để chat với cái con bot này. Tôi sẽ vào này. Rồi nó sẽ mở lên cái trình duyệt và nó vào cái Telegram. Đây, thì đây là cái con bot mà tôi đã thao tác rồi. Đây là cái mã mà tôi đã gửi vào này. Đó. Nếu lần đầu quý vị chat với con bot thì nó sẽ yêu cầu là bấm start để bắt đầu. Rồi quý vị nhập cái mã của quý vị vào, gửi cái mã này cho cái con bot. Và con bot nó yêu cầu quý vị phải join vào cái group này. Join vào ba cái group và cái channel này. Ok chưa? Đây thì tôi sẽ thử bấm vào một cái này. Đó, thì cái group này tôi cũng đã join rồi này. Cái group tiếp theo này tôi cũng đã join rồi. Và cái channel này tôi cũng đã join rồi. Ok, bây giờ trở lại cái ví này. Sau khi quý vị thao tác xong thì quý vị kéo lên này và chọn vào verify. Đó. Vậy là xong cái bước thứ hai nhá. Bây giờ tôi sẽ trở lại. Cái bước thứ ba là quý vị hãy follow Twitter. Đây. Thì để follow Twitter này, quý vị phải copy cái mã code này trước. Copy cái mã code màu vàng của quý vị nhá. Rồi, đó tôi đã sao chép này. Bây giờ quý vị hãy vào follow cái Twitter này trước đã này. Ok, đó tôi đã follow rồi này, đang theo dõi đây này. Rồi, tiếp theo là follow cái Sapan. Cái thứ ba là follow và retweet cái đoạn Twitter này. Đó, quý vị chọn vào cái biểu tượng retweet này. Retweet, chọn trích dẫn lại retweet này. Rồi quý vị dán cái mã, dán cái mã mà quý vị vừa copy vào. Ok chưa? Rồi quý vị chọn tweet. Và quý vị lấy cái đường link, lấy cái đường link của cái Twitter này. Ok chưa? Cái này tôi đã làm rồi nên tôi sẽ thoát, tôi sẽ trở về cái ví. Quý vị lấy cái đường link và quý vị dán nó vào cái ô cuối cùng này. Và quý vị bấm vào verify để xác minh. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại. Trở lại bằng cái mũi tên này. Vậy là đã xong ba cái bước này. Rồi, còn cái bước thứ nhất này là cái bước quan trọng nhất này. Quý vị hãy join. Đó, tại vì ở đây cái ví của tôi nó chưa đủ cái điều kiện là swap trên ví, nên nó phải chờ sau 48, sau 24 giờ nữa. Ok chưa? Quý vị đủ điều kiện thì quý vị chỉ việc join vào này. Nào nó sẽ nhận. Ok. Và quý vị nên tìm hiểu cho thật kỹ cái yêu cầu khi tham gia cái airdrop đợt này. Đây. Thì trong vòng 24 giờ đầu tiên, đây này, trong vòng 24 giờ đầu tiên, người dùng đáp ứng đủ các điều kiện thì có thể tham gia danh sách trắng. Nếu như trong 24 giờ mà người dùng đạt được 20.000 ví trúng danh sách trắng thì họ sẽ kết thúc. Còn sau 24 giờ, sau 24 giờ mà chưa được 20.000 địa chỉ ví lọt vào danh sách trắng thì họ sẽ ra cái điều kiện 2 là sẽ dễ nọt hơn để cho những người
chưa được lọt vào danh sách, họ sẽ vào. Đó, thì cái này tôi sẽ đợi sau 24 giờ nữa. Trong trường hợp nó chưa đủ thì ai đến trước sẽ được vào trước. Ok chưa? Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này.